Lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bethsaida trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ, bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội. Anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa tiếp tục nói với chúng ta về chủ đề tình yêu. Trong bài đọc 1 trích thư của Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài viết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Và khi chúng ta chia sẻ tình yêu này cho nhau, thì đó là một cách để chúng ta nhận biết rằng mình thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là bởi vì Chúa Cha đã sai Con của Người đến để cứu chúng ta. Và Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta. Khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, thì chúng ta ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, và tình yêu hoàn hảo đó loại trừ khỏi chúng ta nỗi sợ hãi. Trong sứ vụ tại thế của Chúa Giêsu, Ngài đã thể hiện nhiều dấu chỉ để cho mọi người nhận thấy rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Và trong tin mừng hôm nay, khi Ngài vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông hơn 5.000 người ăn, thì Chúa Giêsu đã sai các môn đệ lên thuyền đi trước. Và khi đang đi trên thuyền ở giữa hồ, thì các môn đệ phải vất vả chèo trống vì gặp sóng to gió lớn. Và khi thấy các môn đệ phải chống chọi vất vả gặp hiểm nguy, thì Ngài đã cho họ một dấu chỉ khác là Ngài đi trên mặt nước hướng về phía họ. Các môn đệ thấy vậy sợ hãi, nghĩ là ma. Ngài liền nói với các ông rằng đừng sợ. Ngài bước lên thuyền và lập tức sóng gió im lặng. Như vậy, ngay cả sau khi vừa chứng kiến dấu lạ hóa bánh cho nhiều, các môn đệ vẫn đang cứng lòng tin. Họ chưa nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thật. Vâng, thưa anh chị em, Thiên Chúa ngày hôm nay vẫn đang trao tiếp với chúng ta qua những dấu chỉ. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu là một dấu chỉ về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, Ngài còn thiết lập hội thánh và ban cho chúng ta các bí tích là những phương thế mời gọi chúng ta bước vào trong mối tương quan với Chúa. Và các bí tích là những hồng ân của Chúa để đưa chúng ta vào trong mối tương quan gần gũi hơn với Chúa. Tương quan của chúng ta với nhau cũng là những dấu chỉ của tình yêu mà chúng ta chia sẻ. Khi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể trong mùa Giáng sinh này, xin cho chúng ta tham dự các bí tích để hoàn thiện tình yêu của chúng ta với Chúa và với anh chị em chung quanh chúng ta. Amen.